Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu các bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Buổi sáng chủ nhật nè cô chú anh chị, sáng nay Kim đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho các bạn nhỏ. Thì nhà Kim có 3 bạn nhỏ là ăn sáng khác nhau nha cô chú, không có ai giống nhau hết. Nhà Kim buổi sáng 5 người là làm 5 cái bữa ăn sáng khác nhau luôn. Buổi sáng quay cuồng trong bếp nè cô chú anh chị. Mỗi người có một cái sở thích khác nhau cho nên là sẽ làm theo tùy cái ý thích của mỗi người muốn ăn cái gì đó cô chú. Nhưng mà cũng không có sao, làm cũng rất là nhanh nè, tại vì giống như ăn bánh mì, ăn bánh rán vậy thôi, chứ không phải mà phải bài ra mà nấu phở nấu này nọ. Cái bánh rán này thì Kim mua ở siêu thị người ta làm sẵn đó, cũng rẻ thôi à. Tới lúc mà mình ăn thì mình để lên chảo, mình áp chảo lại cho nó nóng, hoặc là mình để trong cái máy nướng bánh mì cũng được. Cái này Kim để lên áp chảo nè cho nóng, xong rồi mình cho bơ vào và cái nước sốt giống như là caramel đó cô chú anh chị, và cho ít trái cây nữa. Như vậy là cũng đủ dinh dưỡng với lại vitamin vào buổi sáng rồi đó cô chú. Cái phần này là cho anh ba của Chi Chi nè cô chú. Tối qua thì trước khi ngủ là Kim đã hỏi sáng ra các con muốn ăn sáng cái gì rồi, cho nên là sáng ra thì mình cứ làm thôi, mình không có cần phải hỏi lại nữa. Đây là cái phần ăn sáng của anh hai nè cô chú. Anh hai Chi thì tuần nào cũng ăn cái loại bánh mì này hết trơn á mọi người. Bây giờ thì tới làm đồ ăn sáng cho Chi nè cô chú. Chi thì sáng nay Chi muốn ăn bánh mì sandwich với lại thịt nguội á, và không để phô mai nha cô chú. Khi nào mà Chi nói là để phô mai là để phô mai, còn Chi dặn là không để phô mai nha mẹ. Mà có ráng để vô là Chi nó cũng lấy ra nữa cô chú, nó không có ăn cô chú ơi. Tony vừa mới thức dậy luôn nè cô chú. Thường thì sáng chủ nhật á, thì Tony sẽ dậy trễ một chút, tại vì những ngày trong tuần á, là ảnh đã dậy rất là sớm rồi. Sáng chủ nhật thì 8 giờ mấy, 9 giờ ảnh mới dậy lận. Kim hỏi là Tony muốn ăn sáng cái gì mình làm cho, nhưng mà ảnh không chịu nè mọi người. Ảnh muốn tự làm. Ảnh kêu là làm cho tụi nhỏ xong là mệt rồi, mỗi người một món. Nhưng mà Kim thấy đâu có cái gì đâu, ở nhà có sẵn hết, làm cũng rất là nhanh cô chú anh chị. Nhưng mà thôi, ảnh thích ảnh tự làm thì để cho ảnh tự làm. Bữa sáng của Chi Chi đã xong rồi nè cô chú, và có thêm một hộp sữa chua nữa. Breakfast. Cái điện thoại đi, ăn xong rồi coi nữa. À, đúng rồi. Cảm ơn mẹ. Rồi, căng những cái đỏ nha con nha. Giờ thì Kim làm bữa sáng cho mình nè cô chú anh chị. Kim cũng ăn bánh rán luôn, và có trái cây với lại có thêm hai quả sung Mỹ nữa nè cô chú anh chị. Sung này á, mình rửa sạch xong rồi mình ăn cả vỏ cũng được nữa mọi người. Bánh rán của Kim thì Kim cũng quét bơ và cho mật ong nữa hết mọi người. Bữa sáng của Kim đã sẵn sàng rồi nè, xin mời cô chú anh chị và các bạn nha.
Tony đang nướng thịt xông khói nè cô chú. Sáng nay thì ảnh làm mà thịt bánh mì sandwich thịt xông khói. Sáng ra lo ăn sáng không là lần quần ở trong bếp cả tiếng đồng hồ luôn đó cô chú anh chị. Cũng may là ở nhà mình có máy rửa chén đó mọi người, còn nếu không á là còn phải đứng đây dọn dẹp rửa chén nĩa đồ gì nữa là còn lâu hơn nữa đó cô chú. Hai cô chú anh chị ơi, thì bây giờ Kim đang ở trong siêu thị đang tìm một ít đồ mua để đi thăm chú của mình. Tại vì từ lúc mà Kim qua đây tới bây giờ là Kim chưa có bao giờ mà đến nhà chú hết trơn á cô chú anh chị. Kim chỉ gặp chú ở nhà của ba mẹ chồng, không có đến nhà của chú. Và cái nhà này thì chú mới dọn đến luôn, cho nên là Kim muốn mua một ít đồ ở trong nhà cho chú. Với lại Kim không có biết là chú xài những cái đồ gì hoặc là ăn cái gì đó. Thì hôm nay sẵn Kim đến nhà thì Kim sẽ nhìn ngó thử hết mọi người, xem là ở nhà chú hay ăn cái gì, hay uống trà nào, loại cà phê nào, hay là ăn những cái loại bánh gì, hoặc là xài những cái loại xào bông tắm gì á, thì mình sẽ để ý ha, lần sau mình đến thì mình sẽ mua. Kim định là mua một cái bó hoa đến để trưng, nhưng mà Kim nghĩ lại hoa thì sẽ nhanh tàn, cho nên là Kim mua một cái chậu sen đá nè, thì chú sẽ để được lâu hơn. Đây là thị trấn mà nơi chú chồng Kim sống nè cô chú anh chị. Cái thị trấn này thì cũng rất là tốt và rất là yên tĩnh luôn, không có nhiều tệ nạn xã hội đó mọi người. Chú Kim thì mới chuyển về đây khoảng hơn một tháng thôi, do là cái nơi ở lúc trước là có hàng xóm là có nhiều tệ nạn nè. Người ta hay đánh nhau, sử dụng chất kích thích gì đó. Công an cảnh sát đến suốt ngày rất là ồn ào mọi người, cho nên là chú đã chuyển về đây nè. Ba chồng Kim thì chỉ có hai anh em thôi cô chú anh chị. Thì ba là anh cả nè, và đây là chú. Chú Kim thì cũng gần 70 tuổi rồi. Chú thì sống độc thân một đời luôn, không có vợ con gì hết đó cô chú. Chỉ sống một mình thôi, và bây giờ chú lớn tuổi á, tay cũng run rồi. Chú thì không may bị bệnh động kinh từ nhỏ cô chú anh chị, nhưng mà giống như là bị nặng luôn đó, cho nên là từ nhỏ là không có đi làm cái gì hết. Chỉ học xong cấp 3 chứ cũng không có đi học đại học nữa mọi người. Nhưng mà chú thì rất là mê vẽ tranh luôn. Chú vẽ tranh rất là đẹp. Nhưng mà những năm gần đây thì tay chú bị rung mà chú không có vẽ nữa mọi người. Chú ở đây giống như là một cái căn hộ vậy đó cô chú anh chị. Là cái khu này nè, là cái tòa nhà này nè, là dành cho người cao tuổi, giống như là viện dưỡng lão vậy đó cô chú. Thì mỗi tháng cũng được chính phủ hỗ trợ tiền đó cô chú anh chị, để mình đủ chi tiêu ăn uống đó. Cái cửa, những cái cửa vòm này đẹp quá nè. Đúng à. Nhà chú thì cũng nhỏ thôi à cô chú anh chị, chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ và một toilet. Có một cái căn bếp cũng nhỏ, như vậy là xong đó. Nhà này thì chỉ là nhà thuê thôi mọi người, tại vì ở giống như viện dưỡng lão mà. Trước đây thì chú chồng ở với ông bà nội, thì khi mà ông bà nội mất thì cái nhà đó cũng lớn đó, nhưng mà giống như cái có những cái người mới đến sống thì nó cũng ồn ào nè, có nhiều cái tệ nạn xảy ra, cho nên chú đã bán nhà và chú cũng chuyển đến ra ngoài thuê cái căn hộ nhỏ. Rồi cái chỗ đó cũng ồn ào nữa, xong rồi chú mới chuyển đến đây luôn. Thì gia đình chồng của Kim không có nhiều bà con dòng họ mọi người. Giống như ba thì chỉ có hai anh em, mà chú thì không lập gia đình nữa. Còn bên mẹ thì có một dì và một cậu. Thì dì cũng có hai người con mà cũng chưa có ai có gia đình hết á. Còn cậu thì ở rất là xa. Còn chồng của Kim thì có hai anh em, nhưng mà em chồng thì cũng ở rất là xa luôn, cách 4 tiếng lái xe lận. Thì cho nên là mọi người thấy mà Kim ít có gặp những cái người trong gia đình của chồng là vậy. Tại vì gia đình rất là nhỏ, thành viên trong gia đình là giống như đếm trên đầu ngón tay luôn đó mọi người.
giờ thì cả nhà Kim dẫn chú đi ăn. Bây giờ cũng 3 giờ mấy nữa cô chú anh chị, là cũng như ăn chiều luôn. Trưa là mình chưa có ăn trưa luôn, mà đói bụng quá trời luôn. Lại đến thăm nhà chú một chút thôi, nhà chú cũng nhỏ đó mọi người, tại vì chú ở có một mình nè. Rồi đi ra gần nhà chú nè, có cái nhà hàng Ý thì mình đi ăn ngoài đây luôn. Đó, đây là chú đó. He asked Jacob, how much pain do you get in? Jacob's like, oh yeah, a lot of pain. There's no one down by you, Jacob. I thought there was, you know what? If not. If those cheese makes you dream. You dream about what? Bad dream. Anything. A pain is not good. So far, isn't it? It's very good. Yeah, well. This place still go there like you. He likes pizza. He likes pizza. When he put in the camera in Brian's dinner look. Hey, come down, no one got it here. What do you say to Jacob? Hey. Say thank you to Jacob. Hey. Don't worry about it, Jacob. I don't think he's going to get it. You're not going to get an answer no, today. He's going to throw it down. Oi, 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 oi. Hôm nay cả nhà mình đến thăm chú thì thấy chú rất là vui luôn cô chú anh chị. Niềm vui thể hiện rõ trên gương mặt luôn đó mọi người, cứ cười suốt à. Và mời chú đi ăn thì chú đến nơi ăn xong thì chú lại đòi trả tiền. Nhưng mà nhà mình sẽ không có để cho chú trả tiền các bạn. Làm sao mà để cho chú tính tiền được ha mọi người. Chú rất là hào phóng mọi người, cứ mỗi năm mà đến ngày Giáng sinh á là chú luôn luôn tặng quà nè, rồi cho tiền mấy đứa cháu nữa. Hôm nay gặp chú xong rồi 2 tuần nữa là sẽ gặp lại chú đó cô chú anh chị. Tại vì 2 tuần nữa là sinh nhật của ba Chi Chi nè. Kim nói là để sinh nhật Kim sẽ nấu ăn tại nhà mời mọi người đến. Nhưng mà chồng Kim không có chịu mọi người. Ảnh nói là mỗi ngày đã ăn ở nhà rồi, ngày sinh nhật thì còn ăn ở nhà nữa. Ảnh muốn là sinh nhật đi ra ngoài ăn chứ ảnh không có muốn ăn ở nhà. Cho nên là tới sinh nhật ảnh thì sẽ đãi ở nhà hàng và mời chú với lại dì nữa, rồi mấy người em họ nữa. Cả gia đình sẽ họp mặt ăn uống đó cô chú anh chị. Come on then. Always filming, look. Bye uncle, you take care. All right mate. God help you on your birthday party. Kim đã về tới nhà nè cô chú anh chị. Lúc nãy chú chồng của Kim tặng Kim mấy cái này nè. Đó, đây là giấy vẽ nha mọi người. Chú vẽ rất là đẹp luôn. Giấy này vẽ vẽ màu nước đó cô chú anh chị. Đây nữa nè. Cái này chú mua mà như còn mới luôn. Chú chưa có sử dụng, chú chưa có khui ra luôn á. Còn nguyên luôn nè. Với lại ở trong đây có cái bộ cọ của chú nữa. Lần trước là chú đã tặng mình nguyên một cái bộ màu rồi. Với lại bút chì á. Hôm nay chú tặng thêm cọ nữa. Ôi cái cọ này lớn quá trời. Mấy cây cọ này mắc tiền lắm nha mọi người. Cọ này mềm nè.
Cỏ này tốt, không mất tiền. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Nếu mọi người thấy thích video và yêu thương gia đình em thì cho em xin một like và một đăng ký kênh nha cô chú anh chị. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.